Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình giới thiệu cho bạn về công cụ Check ESOP của dự án MiFiCoin để xem là có đủ điều kiện nhận phân phối ESOP TGE hay không. Thì chính thức là bên phía dự án họ đã hợp tác với ví Web3 của là sàn OKX, và thứ hai nữa thì họ chạy trên cái blockchain của là Sui và hợp tác với Sui blockchain. Và cái công cụ này thì mình sẽ là cần phải là connect với ví Web3 của là OKX trên cái mạng là Sui blockchain. Thì sẽ có một cái đường liên kết để mình check xem mình có đủ điều kiện hay không, và có hai cái hình thức để cho mình đăng nhập vào ví Web3 là OKX. Nếu như mình chọn cái dòng bên trên là vào trong Web3 OKX ở trên Telegram thì nó sẽ truy cập vào bên trong như này. Các bạn bấm chỗ lăn app nó sẽ mở như này. Thì thứ nhất bên trên là cái dòng cho mình tạo ví mới, còn nếu như mình dùng cái ví Web3 của là sàn OKX mà mình có cụm từ ghi nhớ thì mình bấm chỗ là import này để mình dán cái cụm từ ghi nhớ ở đây, mình đăng nhập vào bên trong cái ví của là OKX với nền tảng là Telegram. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái mình dùng cái ví Web3 mà trực tiếp ở trên cái sàn là OKX nhé. Thì mình sẽ là chọn ở cái dòng bên dưới này và nó mở là cho phép, mình bấm là cho phép mà mình truy cập vào cái ví Web3. Ở đây mình đã liên kết cái ví Web3 của là sàn OKX với mạng Sui blockchain, và đây chính là cái công cụ check cái ESOP của là dự án ấy. Thì thứ nhất là còn lại 13 ngày nữa sẽ là phân phối token là TGE. Và ở đây có một cái mục khoảng trống bên này, thì nếu bạn đã tham gia sự kiện bằng địa chỉ EVM hiện tại của mình, bạn có thể đủ điều kiện nhận token là MimiFi. Và ở đây thì nó ghi nhận tất cả cái lịch sử mà mình đang hoạt động đóng góp cho dự án. Chẳng hạn ở trên cái điểm coin mình đang có hiện đây, còn cái lượt spin mình chưa quay hết thì nó cũng hiện ở đây. Cái tài khoản của mình có cái gói premium thì nó cũng hiện ở đây. Mình có cái lịch sử là mình giao dịch đồng tôn ở trên MiFiCoin thì ghi có ở đây, hay là mình dùng cái đồng Star để mình giao dịch thì cũng ghi có ở đây. Thì trước tiên để mà làm cái công cụ mà check các bạn kiểm tra như thế này thì các bạn cần phải vào trong cái bot của là Telegram mình, hoàn thành một số cái nhiệm vụ trong bot. Và như vậy thì các bạn truy cập vào trong cái bot bên trong của là Telegram ấy, thì ở đây sẽ có một cái mà các bạn cần thực hiện. Thứ nhất, nếu như bạn nào mình chưa làm cái nhiệm vụ là mình dán cái UID của là sàn OKX thì nó sẽ hiện một cái mục cho bạn là dán cái UID. Cái UID thì bạn về cái bên phía sàn là OKX nhé. Các bạn truy cập vào sàn OKX, bạn bấm cái mục là 4 chấm bên này, các bạn nhìn thấy ở bên dưới có cái chỗ là xác minh ấy, thì có mũi tên bạn sổ như này. Khi mà bạn sổ cái mũi tên ấy, thì nó hiện chữ là UID đây. Các bạn sao chép cái UID này, các bạn quay lại cái bot là MiFiCoin, nó sẽ có một cái bước để cho mình là nhập dán cái UID. Ở đây do mình đã làm rồi không hiện, nhưng mà nó tương tự như cái bước mà bạn thực hiện dán cái UID của là sàn Binance ấy. Các bạn bấm một chỗ là gì cái tơ account như này thì nó sẽ là mở cái đường liên kết cho mình là đăng nhập đấy. Thì khi bạn bấm ở đây, bạn quay lại nhé, quay lại các bạn bấm một chỗ là enter Binance ID này. Thì ở trên OKX tương tự như cái nhiệm vụ mà bạn dán cái UID của là sàn Binance, các bạn dán vào đây và bấm một chỗ là check này thì mình hoàn thành cái bước là mình nhập cái UID của là sàn OKX vào trong cái dự án MiFiCoin. Và một cái rất là quan trọng nữa thì ở đây sẽ có một cái công cụ là check ESOP để mà xem các bạn có đủ điều kiện hay không. Thì cái check ESOP này các bạn bấm vào đây sẽ là tự động nó cập nhật tất cả 6 cái bước ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì 6 cái bước này đấy, ở đây thì mình đã làm hết thì mình đã tích xanh nhé. Bao gồm là mình phải đào mình earn được là 50 triệu coin thì mới đủ điều kiện này. Và cái gói premium mình đã có này. Và cái mình có lịch sử on-chain là mình giao dịch ở trên check-in cái tôn đấy. Và có cái điểm star này thì mình cũng đã thực hiện mình giao dịch thì mình tích ở đây. Và một cái ngày mà mình thực hiện là mình làm cái nhiệm vụ là quay cái giveaway ETH ấy. Thì cái này thì các bạn chỉ cần là tích khi mà đủ được cái lượng spin mà bạn quay được một cái lần mà full là 50/50 thì các bạn sẽ là tích ở cái mục là giveaway ở đây. Và các bạn cần phải là có đủ 10 cái nhiệm vụ các bạn làm ở cái mục tách mình earn ấy, thì mình mới được tích ở đây. Như vậy cả 6 bước này thì các bạn làm xong ấy, thì mình sẽ tích đây là đủ cái tiêu chí nhận ESOP nhé. Và như vậy thì với 6 cái bước mà mình được tích xanh đây thì ở phần cuối mình sẽ là hướng dẫn thêm bạn về cái cách mình làm nhé. Còn đây thì dự án đếm ngược còn lại 11 ngày sẽ là kết thúc. Và ở trên cái công cụ mà mình check ở đây thì báo là còn 13 ngày sẽ là phân phối đồng MiFiCoin ở đây. Bây giờ các bạn quay lại cái bot, có một cái nhiệm vụ quan trọng nữa là mình cần thực hiện để mà nhận phân phối token đấy, là cái nhiệm vụ mình connect với ví Web3 của sàn OKX với mạng Sui Network. Ở ngay trên bot mình đào thì có logo ví Web3 với logo Sui Network ở đây.
Thì khi bạn bấm đây sẽ có một cái bước để cho mình đã bấm vào đấy, mình mở cái ví web3 của là OKX theo cái liên kết ngay trên cái bot của là MiFiCoin. Thì các bạn bấm đấy mình xác minh cái việc là mình liên kết, hay là ở cái mục earn này cũng có cái nhiệm vụ để các bạn liên kết là connect OKX wallet on Sui. Thì các bạn bấm vào đây để các bạn thực hiện mình liên kết với ví web3 với mạng Sui Network. Và đây thì sẽ có hai cái trường hợp xảy ra nhé. Nếu như mà các bạn trực tiếp mình bấm vào đây để mà nó mở cái ví web3 của là sàn OKX như này mà các bạn đã liên kết được như này thì là OK. Vì nó chỉ hiện cái bước là mình xác minh cái việc là chấp nhận cái việc mình liên kết, thì bạn đã liên kết được dự án vào trong ví web3 là ngay trực tiếp ở trên cái bot mình đào. Nhưng mà có một cái trường hợp nữa, nếu mà các bạn thực hiện liên kết ở cái mạng Sui ngay trên cái bot mà các bạn đang đào đây mà các bạn bấm ấy, nó không có cái bước mà mở được cái ví web3 để mình liên kết vào đây, thì các bạn sẽ lấy cho mình cái đường liên kết check airdrop này. Cái liên kết này thì mình sẽ để ở ngay bên dưới phần mô tả và ở bên dưới phần bình luận của là video. Như vậy đến bước này thì nó là tùy vào cái mong muốn của bạn là dùng ví nào nhé. Còn ở đây mình dùng cái ví của là web3 ở trên sàn. Còn nếu các bạn dùng cái ví web3 của là OKX mà bạn đăng nhập vào trong bot Telegram thì bạn chọn bên trên. Còn ví web3 của là sàn OKX thì bạn chọn ở bên dưới này để mà nó mở lên. Ở đây bạn bấm vào cho phép để mà nó mở cái ví web3 của là OKX. Thì ở đây mình đã làm thành công nên là nó vào ngay trực tiếp ở bên trong cái mục là mình check được cái sản lượng đồng coin và cái lịch sử ghi nhận của mình. Còn nếu các bạn bấm vào đây thì sẽ có một cái bước để mà mình thực hiện là mình đăng nhập cái tài khoản Telegram. Như vậy sau khi mà các bạn bấm vào đây thì sẽ hiện một cái bước là mình cần tiếp tục đăng nhập ví OKX Wallet với Telegram, thì bạn bấm chỗ là tiếp tục ở đây. Đến bước này thì các bạn ghi cái số điện thoại mà các bạn đăng ký tài khoản Telegram mà đang đào dự án MiFiCoin, và các bạn bấm vào nút là like ở đây để mà dự án gửi một cái đường liên kết vào trong cái tin nhắn của là Telegram. Thì bạn cần bấm vào chỗ là confirm ở trong cái tin nhắn mà dự án gửi về để mình xác minh cái việc là mình liên kết. Và như vậy thì các bạn vào trong cái Telegram nhé. Thì ở cái ô tìm kiếm này các bạn ghi cho mình chữ là Telegram, nó sẽ hiện cái tin nhắn của là Telegram như thế này. Thì sẽ có một cái bước là confirm, để bạn bấm vào confirm mình chấp nhận cái việc là mình liên kết. Sau khi mà các bạn bấm vào chữ là confirm này thì bắt đầu là đến cái bước ấy là các bạn nhìn thấy chỗ quay lại cái mục mà các bạn đang thực hiện liên kết thì nó báo là cái chữ là accept này. Thì khi bạn bấm vào đây thì mình sẽ là liên kết được cái tài khoản Telegram của mình với ví web3 của là OKX, và sẽ là đến cái bước các bạn nhìn thấy là nó sẽ hiện cái thông báo như này. Thì mình đã là đăng nhập vào bên trong, và các bạn nhìn thấy thời gian đếm ngược ở đây và cái lượng đồng coin bạn đào được hiện ở đây. Cái lượng mà là cái đợt sở pin mà bạn chưa quay hết thì nó cũng hiện đây. Và đây chính là cái địa chỉ ví ở trên ví web3 của là OKX với mạng Sui mà mình đã liên kết vào trong công cụ check kiểm tra airdrop của là dự án MiFiCoin. Và nếu các bạn muốn kiểm tra lại cái tài khoản của mình thì các bạn chỉ đăng nhập lại cái đường liên kết mà công cụ check airdrop của là OKX với MiFiCoin. Các bạn chọn là mở ví web3 của là OKX thì sẽ đăng nhập vào bên trong. Các bạn bấm chỗ là cho phép này để mình kiểm tra cái tài khoản của mình. Và cái lượng mà phân bổ token thì đây chính là cái quy trình là phân bổ nhé, có nút hỏi chấm này. Từ các đợt phân bổ khác, nếu bạn đã tham gia các sự kiện bằng địa chỉ EVM hiện tại của mình, bạn có thể đủ điều kiện để nhận token MiFi. Ở bên trên này thì có cái nữa là ví web3 của là OKX đã hợp tác với MiFi để xác minh bạn có đủ điều kiện để nhận token MiFi hay không. Lapsot time này vào cái số 6 này, lúc 12 giờ UTC nhé. Còn ở đây là cái quay spin này, cái MiFi premium này, cái giao dịch tôn này, cái Telegram star thì đều là tích có ở đây. Thì mình đã đủ cái điều kiện để mà nhận cái mã thông báo dự án sau 13 ngày đếm ngược ở đây. Bây giờ quay lại cái bot mặt đào thì thứ nhất là cái mà mình check cái airdrop ngay ở trên cái mục các bạn đào ở đây nhé. Thì có công cụ mình check này. Thì khi mà các bạn được thực hiện đủ những cái nhiệm vụ mà dự án yêu cầu thì bắt đầu là được tích xanh 6 cái mục đây. Thì sau 11 ngày là dự án ngừng khai thác, và sau 13 ngày đếm ngược thì dự án ấy là chính thức là phân phối cái airdrop TGE. Và cái nhiệm vụ này thì thứ nhất cái shop ấy, các bạn vào cái mục là đây, cái mục shop ở đây, để mà được tích xanh cái mục là có một cái lượt mà giao dịch ở trên chain session với cái đồng Star, thì các bạn có thể là lựa chọn mình mua cái gói là
là mất 6 đồng star thì mình được là 20 cái lượt là spin như này. Thì mình bấm vào confirm, đây là mình đã thực hiện, mình giao dịch được một cái lượt mà nó ghi nhận nhá. Đây cái lượt mà nó ghi nhận ở trong cái mục mà bạn check airdrop này. Đó thì đã ghi nhận cái lượt mà mình thực hiện mua cái đồng sao, thì bạn chọn cái nhỏ nhất như vậy. Và cái check in mỗi ngày thì ở đây sẽ có cái, đây nó sẽ có một cái mục là đại lý check in này. Thì khi bạn bấm đây thì mình cần sử dụng một cái lượt check in tương đương là nhận 25 triệu xu và 500 cái lượt spin ở đây. Thì khi bạn bấm đây sẽ mở cái ví mà mình liên kết dự án, chẳng hạn đây mình dùng cái ví là Tone Keeper, thì nó sẽ thanh toán bằng cái tone ở trên cái ví là Tone Keeper. Ở đây mình bấm trượt kéo này. Đó khi mình kéo này thì mình đợi cho nó cập nhật nhé. Đây nó báo mình đã là gửi là 0.2 tone, thì ở đây các bạn chờ một chút để cho nó cập nhật. Đó như vậy cái bước này mình đã làm xong nhé. Bạn bấm đây mà mình trở lại màn hình chính này. Thì như vậy các bạn đã được hai cái nhiệm vụ là mình có một cái lượt mình giao dịch đồng Star này, và một cái lượt mình check in cái tone ở đây. Mà còn đến cái mà earn này thì ở cái ngoài này, các bạn nhìn thấy là ở cái ngoài này thì cái mục earn này mỗi ngày các bạn vào đây mình cần phải làm, mình thực hiện thì mình mới được là tích xanh ở trong cái bước mà mình check airdrop ở đây. Còn đến một cái nữa là để mà các bạn được tích cái mà đại lý giveaway cái ETH ấy, thì chính là các bạn có cái lượt mà spin ở đây. Khi mà các bạn có cái lượt mà spin ở đây thì các bạn vào cái chỗ là spin này, các bạn bấm đây mình đúp lên khoảng độ là x150 hay là bao nhiêu đấy để mình quay cho nhanh nhé. Thì các bạn quay khi mà bạn đủ là 50 trên 50 là mình được cái vé giveaway của là ETH ấy, là mình đã tích xanh ở trong 6 cái bước check airdrop của dự án. Quay này thì mình cũng được là tăng cấp cái level nhé, vừa lại mình lên level 26. Có như vậy ở đây mình đã quay hết cái lượt mà spin này. Thì bạn để ý là ở đây các bạn phải quay đủ một cái lượt là 50 trên 50. Thì nếu cái ngày hôm nay mà bạn không đủ cái lượt mà spin để bạn quay đủ là 50 trên 50 thì các bạn cóp lại khoảng độ là mấy ngày để mà mình quay đủ là 50 trên 50 thì mình sẽ là đủ cái là tiêu chí trong cái airdrop mà mình tích ở cái mục là giveaway ETH ở đây. Đó như vậy đây là toàn bộ cái tiêu chí các bạn làm mình đủ điều kiện mình nhận cái airdrop của là dự án nhé. Còn ở trên cái kênh Twitter của là dự án MeFiCoin này thì họ cũng đã thông báo đây là cái thứ nhất là kính gửi cộng đồng, hôm nay chúng tôi vui mừng tiết lộ một thay đổi lớn trong liên minh hệ sinh thái và lý do khiến chúng tôi cần thay đổi thời điểm ra mắt mã thông báo. Chúng tôi đã nghe cộng đồng MeFi thất vọng vì sự chậm trễ của TGE và thật khó giữ im lặng cho đến khi thời điểm thích hợp. Nhưng may mắn thay, thời điểm chờ đã đến, đã kết thúc. MeFi vui mừng thông báo rằng ứng dụng này sẽ ra mắt trên Sui Network. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi chọn Sui và điều đó có nghĩa là gì đối với bạn. Đó thì đây là cái mà dự án ấy thay đổi từ cái mạng Tone Blockchain sang cái Sui Network để mà phân phối mã thông báo TGE. Sui thì cũng là một cái layer 1 trên blockchain như là BNB Chain hay là Polygon nhé. Thì như vậy mình đã cập nhật bạn chi tiết về dự án MeFi Coin. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.